Sau khi hoàn thành di nguyện gặp mẹ lần cuối, bé trai 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối đã qua đời. Cháu LLV đập tuổi được chẩn đoán mắc ung thư nguyên tế bào thần kinh và được bệnh viện trả về vào tháng 11 năm 2022. Cả gia đình đã liên hệ và đăng bài lên các mạng xã hội nhờ mọi người lan tỏa khi biết được di nguyện cuối của cháu V là được gặp mẹ. Nhưng hạnh phúc thì thật ngắn ngủi khi chỉ gặp mẹ vỏn vẹn đúng 5 ngày. Cháu bé đã qua đời lúc 21 giờ ngày 14 tháng 11 tại Hưng Yên sau hơn 1 năm chống chọi với bệnh tật. Thời điểm cháu V rút hơi thở cuối cùng, mẹ cháu cũng ở cạnh bên. Theo lời chia sẻ của người thân, cháu V đã rất phấn khởi khi được mẹ ôm, nói nhiều hơn, dù rằng chẳng câu nào trọn vẹn. Sau khi thông tin được chia sẻ, cộng đồng mạng đã không khỏi xót xa và để lại những bình luận vô cùng xúc động. Cháu đã có những ngày cuối đời thật hạnh phúc, mong rằng ở thế giới bên kia sẽ luôn bình an và không còn những đau thương, bệnh tật. Chia buồn cùng gia đình, mong cháu có thể bình an ở một thế giới khác. Giờ cháu đã lên thiên đường và kết thúc những ngày đau đớn của bệnh tật, hay ngủ thật ngon nhé. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện cảm động này? Chia sẻ cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.